ローブか。何？お前はもう死んでいる。Rồi ok, hello anh em nhé. Và chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình nè. Con mồi nào ngon đây nhờ, này thì mập địch nè. Ui thôi bạn ơi, tha mình một tí nào. Ui sao mà chiêu cuối xa dữ vậy. Rất là may mắn thầy có chiêu cuối tốc biến của Gidu kép góc thành công Violet. Chứ không là pha đó tôi đã trở thành một con mồi béo bở cho Violet rồi. Quăng phi tiêu dơi và chờ chiêu cuối hồi. Anh em nên nhớ rằng vị tướng Batman này chỉ mạnh khi có chiêu cuối và chiêu 2 nhé. Cho nên không có hồi chiêu thì đừng có hộ máu, đừng có hộ báo mát nháo nhé. Còn đây sẽ là một pha highlight. Ui, ui tiếc quá anh em à. Ui, pha đó mà đủ đam thêm một tí nữa thì ngon nha. Ờ, cũng phải thôi, do là nãy giờ tôi lo giao tranh quá, không chịu đi farm, đam nó không đủ rồi. Đúng rồi, thôi đi về farm một tí nha. Vị tướng Batman này á, anh em phải tích cực farm đầu game lên, sau đó anh em phải đi ganh điên đảo đầu game thì nó mới phát huy hết được chất tướng của con này. Chứ nếu như anh em mà để cho nó kéo về late game thì chắc chắn vị tướng này không còn mạnh nữa. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó rất là nhiều bạn trong trận đấu sẽ mua những cái món đồ tăng cơ và khiến cho một combo của Batman không thể nào sốc chết được tướng địch. Đấy, kể cả AD nhiều khi nó cũng phải lên tăng một tí để nó kháng lại sát thương của Batman đó anh em à. Nhìn AD lên tăng vậy thôi nhưng mà chỉ cần một món đồ thôi là đủ rồi. Và nó cũng đã khiến cho Batman khó khăn trong cái việc bắt AD rồi. Cho nên nhớ kết thúc trận đấu sớm khi anh em cầm Batman nha. Nhưng mà trong trận đấu này thì Aisa nó quá đen anh em à. Trận đấu này chắc chắn Aisa sẽ là một con mồi vô cùng là béo bở cho tôi. Bởi vì không có một chiêu thức nào chạy cả, chỉ có chiêu cuối thôi. Nhưng mà nếu như bạn ấy rung tay là coi như bạn ấy xác định. Và cái tỷ lệ rung tay hầu như là gần 80% rồi. Đấy, và tại sao tôi lại nói rằng tỷ lệ rung tay là 80% thì mời anh em xem clip này và hãy cùng đếm số mạng mà tôi giết Aisa là bao nhiêu nha anh em ơi. Còn bây giờ thì lên đây và ganh thằng Ngộ Không có chạy được hay không đây. Ui, nó dùng chiêu cuối khống chế và mất đà rồi anh em à. Lại gần tăng tốc chạy nào. Ui, tiếc thế nha, chiêu 2 Gindo vẫn không đủ đam. Thằng này chắc ông bà gánh còng lưng rồi anh em ơi. Ba pha rồi. Pha đầu tiên của tôi là dùng chiêu cuối nhưng mà nó dùng chiêu cuối khống chế làm tôi không thể nào mà dùng chiêu 1 quẹt vào người kích hoạt nội tại được. Tiếp theo nữa là cái pha thứ 2 đuổi vào nhưng mà nó chạy nhanh quá. Và pha cuối cùng là Gindo dùng chiêu 2 trưởng nhưng vẫn không đủ đam. Thằng này số nó sống tốt quá anh em à. Đậu xanh ông bà chắc gánh còng lưng nó pha đó luôn á. Mà ông bà gánh chỉ gánh một lần thôi, ai gánh nhiều lần đúng không anh em? Này là game mà chứ đâu phải là cái gì đâu. Rồi, thì để có thể chơi tốt được cái vị tướng Batman á, thì anh em phải biết qua một tí về cái bộ chiêu thức cũng như cái cách combo của con này. Vì cái vấn đề nội tại khi mà anh em áp sát đối địch, anh em sẽ được tăng tốc chạy nha. Cũng có thể nói rằng Batman là một trong những vị tướng có cái khả năng mà bỏ chạy tốt nhất liên quân luôn anh em ơi. Kiểu kiểu như mà những cái thằng nó không có chiêu nó đuổi vào anh em mà nó cứ muốn áp sát anh em là nó không bao giờ đuổi được. Bởi vì càng áp sát anh em sẽ được càng tăng tốc chạy. Bây giờ thì anh em muốn ai muốn ai chết nha anh em ơi. Ai chết giơ tay nè. Nào nào nào, đâu rồi đâu rồi. Để hồi chiêu 2 cái lao vào. Chắc chắn là Ngộ Không rồi lần này thì mày.
Wow, cái thằng này. Mày đùa với tao quá hả cậu không? Có phải là đùa không? Có phải là bậc khách không vậy? Sao mà tôi dùng chiêu cuối vào đó nó biết mà nó giật về anh em mà nó làm cho chiêu cuối của tôi bị mất đà. Cày thế. Thôi kệ, bây giờ hồi chiêu cuối và ăn Aisa nó ngon hơn nè. Đứng nép nép ra tí để Aisa không phát hiện ra mình nha. Rồi sau đó thì nhẹ nhàng dùng chiêu 2 vuốt nhẹ chiêu 1, đập cái chiêu cuối vô bản mặt và chết sấp mặt anh em ơi. Truyền thuyết rồi nha, đây hai mạng rồi nha đây bà. Đại Batman rất là thích những cái con tướng mà không có chiêu chạy như Aisa. Chính vì thế anh em có thể khai thác cái điểm yếu của team bạn, đó chính là ganh Aisa nhiều vô, lúc nào thấy nó là ra đập liền. Bởi vì Aisa không có chiêu nào chống lại mình cả. Mặc dù là có cái chiêu 2 gọi con thú về để khống chế mình đấy, nhưng liệu có kịp để làm hay không? Khi combo của Batman là quá nhanh và quá chuẩn xác, chắc chắn là không rồi. Đấy, trận đấu nếu như anh em gặp vị tướng Aisa cứ combo thẳng mặt với tôi nhé. Trừ khi mà nó lên quả cầu băng xương thì cái tỷ lệ anh em bị outplay ngược lại là rất cao. Tóc biến từ vị trí của Island. Trời ơi, sao bạn non quá vậy? Bạn tóc biến như thế thì làm gì mà còn chiêu 2 nữa? Chiêu 2 lúc nãy tôi thấy rằng bạn Island đã dùng để solo kill rồi, cho nên không còn chiêu 2 để giữ chân. Tiếp theo nữa đấy, anh em có thể thấy rằng trời ơi, chấp bạn dùng hồi máu siêu cấp luôn nha. Đấy, hồi máu siêu cấp có đủ đâu. Ui, trận này có mạng free rồi anh em ơi. Shipper chân chính là đây. Ui, nãy giờ tôi lo tôi ganh Aisa mà tôi quên lên ganh rồng anh em ơi. Bây giờ lên ganh chắc không muộn đâu nha. Quỳ Vương ơi, ráng ráng câu kéo nha bạn ơi. Có chiêu cuối nè. Nhắm vào Ngộ Không, sau đó đập Grug. Đó chính là cái mục tiêu hiện tại của tôi. One Future là chết rồi. Dùng chiêu cuối đập thẳng vào mặt Grug. Chấp bạn dùng chiêu cuối hút luôn. Rồi xong, double kill vô cùng là nhẹ nhàng và thanh thản. Ái chà, Batman chơi sướng nha anh em. Vậy thì ngại gì mà anh em không đem vị tướng này vào hạng mà chơi nha. Tôi thấy rằng rồi xong rồi rồi. Batman không ngại băng trụ nha. Bạn ơi, ôi giời ơi. Anh em nên nhớ rằng mà mình mà là AD mà đang thủ trụ một mình thì phải cảnh giác với Batman. Nếu như thấy con mắt màu đen trên đầu nên tóc biến chạy đi, bởi vì Batman nó cũng không ngán cái việc băng trụ đâu. Tại sao? Vì sau khi mà anh em dùng chiêu cuối và chiêu 2 thì Batman sẽ được hòn một lượng máu nhất định. Nó sẽ khiến cho cái việc mà Batman chết trong trụ mà không có đồng đội hỗ trợ rất là khó luôn nha anh em ơi. Đây, có con mồi rồi, móc sao là nghề của Batman nha anh em à. Chạy đi đâu đây bạn ơi? Trời ơi, đam quá to. Đây là mạng thứ 5 dài xa rồi anh em ơi. Không biết rằng anh em có thích tôi làm clip về cái việc là Batman chốt một vị tướng nào đầu game không nha. Tôi thấy rằng cái series đấy cũng hay đấy. Anh em nào thích tôi làm thì nhớ bình luận bên dưới để clip sau tôi làm nha. Tôi ăn tạm Florentino đi em ơi. Cái thằng này nó múa ghê lắm. Ôi anh ơi, tha em. Rồi thôi mà xong rồi con trai. Này thì canh tôi nè bạn ơi, bớt canh đi nha. Rồi thì mình sẽ nói luôn về cái vấn đề bộ chiêu thức của con này cho anh em nghe nha. Về cái vấn đề chiêu 1 á, thì khi anh em sử dụng chiêu 1, anh em sẽ tạo ra một cái luồng sát thương lan, đồng thời đam rất to. Và nếu như tướng địch chỉ có một mình thì cái thằng đó nó sẽ bị gấp đôi sát thương. Chính vì thế anh em hiểu rằng tại sao Batman khi bắt lẻ nó lại bá đạo như vậy. Do là về cái chiêu cuối và chiêu 1 nữa đam quá to luôn mà còn ít 2 sát thương nữa thì lấy đâu máu ra mà chịu nổi đúng không anh em. Rồi tiếp theo là về cái vấn đề chiêu 2, thì khi anh em quăng chiêu 2 ra thì đối phương nó sẽ bị dính cái phi tiêu dơ trên đầu. Ủa cái gì vậy cha? Vô đây bát nháo và lướt còn không qua từ nữa thì chết sấp mặt đi bạn ơi. Khi mà đối phương bị tích phi tiêu dơ trên đầu, nếu như anh em đánh thường thì anh em sẽ được hồi máu và đồng thời nữa đối phương sẽ bị làm choáng nha. Rất chi là tuyệt vời đúng không? Còn về cái vấn đề chiêu cuối thì sao? Từ từ đang giao tranh anh em à, phải cẩn thận pha này anh em ơi. Thôi đừng nằm xuống mà các bạn của tôi ơi, bật ngay chiêu cuối và ngắm thẳng vào đây nó nha anh em à. Đây rồi. Mặc dù hơi đông nhưng ráng thử xem có được gì hay không. Ui. Thôi xong. Tôi thấy tôi dính cái chiêu 1 của thằng Florentino là tôi biết tôi lên bảng đếm số rồi men 2 à. Thôi kệ nha anh em ơi. Tôi sẽ nói tiếp về cái vấn đề chiêu cuối nè. Cái chiêu cuối là một trong những cái chiêu vô cùng quan trọng, anh em để ý tí nha. Khi mà anh em bật chiêu cuối lên thì anh em sẽ rơi vào cái trạng thái tàn hình. Và trạng thái tàn hình nó chỉ tồn tại trong vòng 30 giây thôi. Nhưng nó có một cái đặc có một cái điều đặc biệt, đó chính là khi anh em bật chiêu cuối mà anh em đi vòng vòng á thì nó sẽ có một cái vòng tròn xung quanh anh em. Cái vòng tròn giới hạn của chiêu cuối. Tại sao gọi là cái vòng tròn giới hạn? Khi mà tướng địch đứng ở ngay viền vòng tròn thì tướng địch
nó sẽ có một cái con mắt đen trên đầu để báo hiệu rằng mình đang đứng kế tướng địch. Nhưng nếu tướng địch đứng quá sát, tức là đứng quá sâu vào trong vòng tròn của chiêu cuối, thì lúc đó anh em sẽ bị lộ luôn, không còn tàn hình được nữa. Chính vì thế, đây là một cái điều vô cùng quan trọng đối với những anh em chơi Batman. Muốn bắt người nào đó, hãy đứng cách người đó một tí để không bị phát hiện. Đây, anh em có thể thấy rằng tôi không bao giờ áp sát Valentino. Tôi đứng ra một tí, sau đó tôi quăng phi tiêu dời trúng nó, rồi từ đó tôi dùng chiêu cuối và dùng chiêu 1 luôn. Là coi như là thằng Valentino nó vừa mới phát hiện ra mình là nó chết luôn. Nó không làm được gì cả. Cho nên anh em nhớ rằng đây chính là cái vòng tròn của chiêu cuối nè. Đó, tôi nói với anh em nè. Nhớ rằng khi mà combo vào một người nào đó, hãy giữ sai một tí. Tướng địch mà vừa phát hiện ra mình là mình phải combo luôn, ngay, liền và lập tức, để nó không kịp trở tay. Chứ nếu như anh em để nó phát hiện ra rồi là nó cảnh giác, là coi như là anh em xác định rất khó để combo trúng. Nhiều khi người ta bật luôn quả cầu băng xương là anh em chết luôn đó. Anh em bị A-play ngược lại đó. Hãy cẩn thận nha. Rồi thì đó là tất tần tật về cái bộ chiêu thức của con này. Vậy cái combo của con này thì nó sẽ như thế nào nè anh em ơi? Rất là đơn giản thôi. Đầu tiên anh em bật cái chiêu cũ cho mình. Tiếp theo là anh em dùng chiêu 2 quăng vào người. Sau đó anh em vô chiêu 1 để khống chế nha. Đó, như vậy thì cái combo của anh em sẽ dễ dàng hơn. Rồi sau đó anh em dùng chiêu cuối lần 2 áp sát tướng địch thôi, là anh em sẽ có được một cái combo đầy đủ, vừa đủ đam mà vừa có khống chế nữa ha. Đó chính là về cái cách combo của mình khi mà chơi Batman. Còn về cái thằng AD này mày lên hơi cao rồi con trai à, có chạy được hay không đây? Thằng Grack mà nó đã dùng chiêu cuối thì còn chiêu nào, cái gì vậy cha? Đừng có làm như vậy. Rồi. Thôi xong tìm bạn rồi anh em à. Thôi xong rồi. Chạy đi đâu? Đây, hồi chiêu cuối ngay nha. Ủa thằng Ngộ Không đâu nha? Ngộ Không ơi, mày đâu rồi nha? Đâu rồi ta? À, dưới này anh em ơi. Đây, đi xuống đây bắt Ngộ Không. À, đây, ở trên này ngon hơn nè. Trên này ngon hơn thì ngại gì mà không ăn nha. Ít máu mà không về thì xác định. Thôi biển về ngay lập tức. Đây, đu cắp treo về lẹ lên. Thằng này nó cơ hội quá nè. Thôi bớt cơ hội đi cha ơi, tha cho trụ của em đi mà anh ơi. Đây rồi, bật ngay chiêu cuối. Combo chiêu 2, chiêu cuối, chiêu 1 cũng là một cách combo khác để anh em giết chết tướng địch nha. Nhưng mà tôi thấy cái cách combo là chiêu 2 rồi chiêu 1, chiêu cuối thì nó sẽ dễ trúng hơn. Và khiến cho team bạn, hay là nói cách khác, khiến cho đối phương khó bị quằn quại. Khó quằn quại hơn đó. Bởi vì anh em làm như vậy thì anh em sẽ gây choáng. Làm sao mà tướng địch dùng chiêu thức được để bỏ chạy, đúng không? Cho nên tôi khuyên anh em nên dùng cách combo 1, đó chính là chiêu 2, chiêu 1 để khống chế, rồi sau đó là chiêu cuối lần 2 nha. Rồi, và nếu như anh em thấy clip của tôi hay thì hãy nhớ like, share và subscribe để giúp cho channel ngày một phát triển nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Và cũng đã 300 sub rồi anh em à. Tôi cũng cảm ơn tất cả anh em, 300 anh em vừa qua đã luôn luôn ủng hộ tôi nha. Cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào clip này thôi. Có vẻ như team bạn đã quá hoảng loạn rồi anh em à. Thằng Valentino nó combo mà nó không hề biết rằng có tôi ở tại đây anh em ơi. Thường thường thì chúng ta sắp thua thì chúng ta hay chơi bấy đó anh em ơi. Kiểu như là liều ăn nhiều đó anh em ơi. Liều ăn nhiều hả mày? Nay thì liều ăn nhiều nè. Ui khó chịu nha. Cái chiêu cuối của con Ngộ Không nó có thể làm khó Batman đấy anh em à. Cho nên là khi mà combo vào Ngộ Không thì phải thật sự là cân nhắc nha. Rồi bù đồ và bộ phù hiệu tôi sẽ để phía bên dưới 4 phút đầu game để cho anh em tham khảo. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại anh em nhé. Bye bye anh em nè. Bye bye.